Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành quyết định 33 nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 23 gói 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo quy định mới lao động chấm dứt hợp đồng chỉ cần nộp bản sao giấy tờ như hợp đồng lao động, quyết định thôi việc không cần chứng thực hay có bản chính đi kèm. Quyết định 33 mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, hỗ trợ một lần duy nhất với mức 3 triệu đồng. Điều kiện là ngừng hoạt động trong 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của các căn nhà nước đã có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Địa điểm thuộc địa bàn áp dụng chỉ thị 16, áp dụng nghị quyết 128 từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chính sách mới của chính phủ cũng bổ sung quy định hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người đối với người cao tuổi, người khuyết tật là F0 hoặc F1 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.